bác đã quay trở lại kênh YouTube Dika Audio Âm Thanh Số. Thì chiều hôm nay thì có bạn Hiếu ở Minh Khai, Hà Nội, bạn có qua cửa hàng xem cái suất Martin bát 40, bát hầm. Vâng, thì đây là cái tổng thể cái bát 40 của suất Martin. Thì đầu tiên thay mặt công ty Dika Audio Âm Thanh Số rất cảm ơn bạn Hiếu đã qua cửa hàng và mua sản phẩm bên mình là một cái suất Martin bát 40. Đặc biệt cái dòng này là dòng tích hợp 2 trong 1, vừa chơi điện vừa chơi hơi được. Đây thì là diện mạo cái Zoom Martin 340 bát hầm được sơn chống xước rất là lì. Đặc biệt trên này nó được thiết kế một cái lỗ để sau này mình có một đôi loa full, mình cắm cái cọc ở đây thì mình có thể để được một đôi loa full bát 50 ở trên hoặc 40 cũng được. Đây thì diện mạo trước. Bạn Hiếu sau khi ngồi ở cửa hàng thưởng thức âm nhạc và cái chất trầm của cái Zoom Martin 340 này thì bạn rất là ưng ý, bạn có mua một sản phẩm về để sử dụng. Đây là cái phía sau của cái Zoom Martin 340 mã của 5M1800. Đây là bên em đang mở trầm để thử. Đây, đặc biệt là cái này là hỗ trợ chầm hơi nhá. Đây này em đang cắm cái bên giải chầm điện. Em tắt chầm đi nhá. Đấy, nghe cái nhạc nó không có chầm, nó không đủ giải, nghe rất là khô và khó chịu. Đấy, em bật chầm lên. Đặc biệt giờ cái dòng Martin 30 này nó được tích hợp chầm hơi rất là hay. Công suất mắc của nó là có thể lên đến 600W. Đây có hai tay cầm hai bên rất là chắc chắn. Cái này rất nặng, khoảng tầm 40 cân. Cái rất là nặng. Hai lỗ thông hơi phía trước này, một trên này được bảo vệ bằng nghe căng sắt này, và một cái lỗ phía dưới là lỗ thông hơi phía trước. Trông rất là lì và ngầu, khỏe khoắn, đầy sức sống. Đặc biệt cái dòng này là dòng của nhà máy loại 1, có tem 7 màu hàng trung ương. Thế em đang test thử trầm điện này nhá. Sau đây em sẽ test thử trầm hơi cho các bác xem trải nghiệm nhá. Em sẽ không cắm dây nguồn nữa, và em cắm trực tiếp từ đẩy. Đây các bác nhá, đây là em đổ cái bên trầm hơi, không cắm nguồn này. Nguồn em không cắm, tất cả những cái bảng mạch bên này là không sử dụng. Vì đây là bên phía chầm điện. Hai cái rắc đỏ đen, bốn cái rắc đỏ đen ở bên phía này trái thì đó là cái phía của chầm điện. Còn bốn cái rắc đỏ đen của phía bên phải là của chầm hơi. Đấy. Trông rất là lì và ngầu, đặc biệt là rất khỏe khoắn. Đấy, em đang dùng chầm hơi đi nhá. Đây là hoàn cây. Nghe rất là đã. Lòng xa nhau.
cái dòng Zoom Martin 340 này nó rất thích hợp cho nghe nhạc và hát karaoke chuyên nghiệp. Dù gia đình hay là quán kinh doanh đều có thể mua và sử dụng, rất là bền bỉ. Em test cái dòng này rất là kỹ. Lần nữa thì cảm ơn bạn Hiếu nhé, đã qua cửa hàng thì Caro Manh Số để ủng hộ sản phẩm bên mình. Lần nữa thì chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa chào bạn và hẹn gặp lại vào các clip sau.